Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình review và test cho một bạn ở Điện Biên một cây DJI KX1 Tông La. Đầu tiên chúng ta sẽ được tặng cái hộp này nhé, cái hộp da chống sốc này. Tiếp theo là một cái túi nhung, một cái dây treo rất là đẹp. Dây treo rất là đẹp. Đây là hai gói bằng dung, được tặng kèm theo sáo. Phía sau thì có đầy đủ thông tin cũng như là mã QR. Rồi chúng ta sẽ có ốp bảo vệ bằng dung này, dầu bôi trơn khớp nối này, keo agile và một quyển sách. Nhưng mà quyển sách này thì hoàn toàn là tiếng Trung. Đấy, chúng ta dùng thì phải dùng Google dịch các bạn nhé. Đây là cây sáo của chúng ta, DJI KX1, màu sắc rất là đẹp. Màu nâu rất là đậm, rất là đẹp. Đó, còn dây cước trắng này, khắc thơ này, khớp inox đơn. Thì hai đầu này nó sẽ là nhựa giả sừng nhé các bạn nhé. Nhựa giả sừng. Em thấy trúc khá dày. Đây là logo. Đó. Logo này thì có mỗi hai chữ Sehua. Nhưng mà không phải Đông Sehua các bạn nhé. Không phải Đông Sehua. Sehua thôi. Màu sắc rất là đẹp. Cái này thì màu giống như là Đông Sehua 8883 cũ ấy. Rất là đậm, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi dán màng và test âm nhé.